tôn trọng tất cả các hệ phái. Ví dụ Nam Tông tôn trọng Bắc Tông, Bắc Tông tôn trọng Nam Tông, Nguyên Thủy tôn trọng gì? Bắc Tông, Bắc Tông tôn trọng Nguyên Thủy. À, có nghĩa các tông phái Phật giáo được thống nhất năm 1981 thành Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì đều phải tôn trọng cái tín ngưỡng, cái giáo lý, giáo luật của các tông phái. Ví dụ như Thiền Tông phải tôn trọng gì? Giáo lý của Tịnh Độ Tông, tôn trọng Mật Tông, tôn trọng Phật giáo Nguyên Thủy, tôn trọng Phật giáo Khất Sĩ, vân vân, tôn trọng Phật giáo Khmer, tất tần tật. Và ngược lại, các tông phái đó cũng phải tôn trọng lẫn nhau. Nếu mà bảo ông Mật Hạnh đó, ông là tu sĩ Phật giáo, ông là khoe ông tự tay ông đập tượng Phật Di Đà, đập tượng Phật Quan Âm, đập tượng Phật Di Lặc như thế, thì như vậy ông có còn tôn trọng gì? Cái giáo lý và cái tín ngưỡng của Phật giáo Bắc Tông, Phật giáo Đại Thừa, mà cụ thể là Phật giáo Tịnh Độ hay không? À, nếu ông là tu sĩ ông không tôn trọng thì xử lý theo gì? Theo luật Phật, theo hiến chương giáo hội, theo quy định pháp luật nhà nước. Còn nếu ông không phải tu sĩ thì cái tu viện đó có hợp pháp để cho ông ở hay không? Đó, nhiều thứ ở trong đó gọi là nghiệp nó đến đấy. Cho nên khi nghiệp quả chưa đến thì cứ nghĩ là mình ngon, mình tài. Bây giờ thì đấy, mạng xã hội người ta vào người ta bóc phốt cho đủ các thứ luôn. Đấy, khổ thế. Cái gì mà không phải, chúng ta chưa học, chúng ta chưa tin, chúng ta chưa hiểu thì tốt nhất là chúng ta thì không nói tới, kệ họ. Đấy, kệ họ. Đấy, Phật cũng dạy rồi, các tổ ngày xưa cũng nói rất rõ cái điều đó là kệ họ. Còn cái đúng, cái sai, cái phải, cái trái, thời gian nó sẽ trả lời. Còn Phật giáo Bắc Tông chúng ta, kinh điển nói về Tây Phương Tam Thánh, nói về Tây Phương Cực Lạc, nói về Phật A-di-đà, Quán Âm Thế Chí, Địa Tạng, v.v. Nó tồn tại trên 2.000 năm nay rồi, mà phát triển nhiều nước trên thế giới, mà các tổ, các sư tu theo đã được giải thoát đó, đầy ra đấy rồi. À, ví dụ như là Việt Nam chúng ta, các vị hòa thượng, các vị thiền sư ngày xưa tu theo Bắc Tông Phật giáo, thành Phật là như là Phật Hoàng Trần Nhân Tông, như là thành tổ như là gì? Pháp Loa, như là Huyền Quang, tu hành đắc đạo lưu lại nhục thân như là thiền sư Vũ Các Minh, thiền sư Vũ Khắc Trường ở chùa Đậu, như là thiền sư Chuyết Triết ở bên chùa Phật Tích Bắc Ninh, vân vân. Những bậc cao tăng đắc đạo, những bậc có công với đất nước như là Thái sư Khuông Việt, như là quốc sư Ngô Chân Lưu, như là thiền sư Vạn Khỏa Hạnh, quốc sư Vạn Hạnh, thiền sư Từ Đạo Hạnh, vân vân, nhiều lắm. Các vị cứ về cứ đọc cái quyển Thiền Uyển Tập Anh, một bộ lịch sử đầu tiên của Phật giáo Việt Nam chúng ta, chúng ta mới thấy được cái công năng, cái công trạng và cái giới đức, đức độ tu hành của các vị thiền sư, các vị tổ sư, các vị đại sư của Phật giáo Việt Nam chúng ta gần 2.000 năm nay. Trên thì thượng cầu Phật đạo, dưới thì hóa độ chúng sinh, báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai, hộ trì quốc gia. Chúng ta thấy thời Đinh Tiên Hoàng thì có Thái sư Khuông Việt, có các vị thiền sư phụ tá giúp đỡ cố vấn cho rất nhiều những việc chính trị, những việc đại sự của quốc gia, của đất nước. Đến thời Lý thì Lý Công Uẩn thì có thiền sư Vạn Hạnh, thiền sư Từ Đạo Hạnh nhá. Sau này một chút rồi rất nhiều các vị thiền sư. Đến thời Trần thì có gì? Quốc sư Trúc Lâm. Rồi thì mới có gì? Mới có Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông chứ các quý vị. Thời bây giờ thì có gì? Cư sĩ Tuệ Trung Thượng Sĩ được coi là Bồ Tát tại gia, chứng đắc
và công đức á, bằng ngang bằng với Duy Ma Cật của thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế. À, đấy gọi là gì? Tuệ Trung Thượng Sĩ gọi là Duy Ma Cật của Việt Nam chúng ta. Mà chúng tôi nghĩ là gì? Đó, nói là Trần Nhân Tông, Phật Hoàng Trần Nhân Tông, Nhị Tổ Pháp Loa Tam Tổ Huyền Quang là gì? Là hóa thân của Đức Phật Thích Ca, Ngài Ca Diếp và Ngài An An. Phật Hoàng Trần Nhân Tông tức là hóa thân của Đức Phật Thích Ca, còn Pháp Loa là hóa thân của Ngài Ma Ca Diếp, còn Huyền Quang là hóa thân của Tôn giả An An. Còn Tuệ Trung Thượng Sĩ biết đâu có thể cũng là hóa thân của gì? Của Duy Ma Cật Đại Bồ Tát. Mà Duy Ma Cật là vị cổ Phật nhé, chứ không phải là đến thời Đức Phật mới là Bồ Tát đâu. Ngài thành Phật từ nhiều đời nhiều kiếp về trước rồi. Nhưng mà vì muốn hộ trì Phật Pháp, muốn triển dương chính Pháp của Đức Phật đến mọi tầng lớp nhân dân, cho nên vị cổ Phật đấy mới thể hiện là gì? Là Duy Ma Cật Bồ Tát. Và Tuệ Trung Thượng Sĩ thầy nghĩ cũng vậy thôi. Cho nên một Phật xuất thế, ngàn Phật hộ trì, vạn Phật hộ trì, vô lượng chư Phật Bồ Tát Thánh Tăng đi theo hộ trì là như thế. Ai tụng kinh Pháp Hoa, đọc kinh Pháp Hoa chúng ta mới thấy Từ Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan, Ca Diếp, Ma Ba Xà, Ba Đề, Gia Du, Đà La vân vân đó. Tất cả đều là Bồ Tát tái lai hết đấy chứ. Đức Phật thọ ký cho có các Bồ Tát ở khắp mười phương đến khởi cái tâm là gì? Hy hữu thay, lạ lùng thay. Từ xưa đến nay chỉ thấy Phật thọ ký cho các hàng Bồ Tát, Đại Bồ Tát. Nay tự nhiên lại thấy Phật thọ ký cho các hàng gì? Thanh Văn La Hán. Đức Phật mới nói với các vị Bồ Tát đại sĩ khắp mười phương là gì? Không phải đâu. Các ông chỉ thấy các vị này thọ cái thân tướng của gì? Của Thánh Tăng, của A-la-hán mà thôi. Nhưng thực sự các vị này gì? Đều là những vị đại sĩ Bồ Tát đã chứng được cái quả vị bất sinh, bất diệt, vô khứ, vô lai. Gọi là chứng được cái quả vị bất thoái chuyển từ vô lượng kiếp rồi. Nhưng vì muốn hộ trì chính Pháp, muốn hành Bồ Tát Đạo, muốn viên mãn công đức, cho nên tất cả các Đức Phật xuất hiện ở trên thế gian này thì các vị Bồ Tát đó cũng đều xuất hiện theo để hộ trì Phật Pháp, truyền bá và chuyển bánh xe Pháp, chuyển bá giáo lý từ bi hỷ xả vô ngã vị tha, và chuyển bánh xe Pháp của Đức Thế Tôn để cứu độ chúng sinh. Đó, chúng ta tụng kinh Pháp Hoa chúng ta mới thấy cái điều đó. Cho nên những cái gì mà chúng ta không thấy, không nghe, không biết, không phải là gì? Ở thế gian nó không có. Cái gì khoa học chưa giải thích được, không phải là gì? Nó không có cái quy luật vận hành và hoạt động của nó. Cho nên xin thưa các quý vị, thôi, cái gì mà chúng ta kính được thì chúng ta cứ kính. Chúng ta đừng có nghĩ rằng có ai thấy Phật A-di-đà đâu, A-di-đà có ai thấy đâu. Chính vì vậy cho nên mới có cái chuyện là gì? Đấy, cái ông Thích Mật Hạnh, ông đập tượng, ông khoe thành tích, và bây giờ chắc chắn tới đây sẽ bị gì? Xử lý, sẽ nghiêm chứ không đơn giản. Rồi cái sư cô nó ở bên Mỹ về vừa qua đấy, về tổ chức cái khóa tu nhiều chùa trong miền Nam. Trong đó có tổ chức ở cái chùa gọi chùa Nguyên Ngộ ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, và đập tượng. Đập tượng xong thì bảo là phá chấp, học theo ngài một vị tổ sư ở bên Trung Quốc. Một vị thiền sư ở bên Trung Quốc. Gọi là trẻ tượng, phá tượng, trẻ tượng để làm củi đun trong mùa đông ấy. Ngài Thiên Nhiên Đơn Hà, thiền sư Thiên Nhiên Đơn Hà. Nhưng đấy là gì? Là hóa thân của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Ngài Thiên Nhiên Đơn Hà là hóa thân của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Và Ngài trẻ cái pho tượng để làm củi để đốt ấy, cũng trẻ chính cái pho tượng gì? Văn Thù thờ trên chính điện trên Tam Bảo, để phá chấp cho cái ông trụ trì và các thiền sinh ở trong cái thiền viện ấy. Đó. Đấy là trường hợp hy hữu, trường hợp gần như là gì? Đặc biệt.
Nay sư cô lên tu tập chả biết chứng được đến đâu, ngộ được đến đâu. Có cái vị MC đọc đến cái đoạn đấy mà cái thế là cầm pho tượng lên, đang nâng niu pho tượng tự nhiên đập cả bốp xuống dưới đất, vỡ tan tành, bước chân dẫm lên mảnh tượng để đi. Vị cư sĩ thấy bức xúc qua lên họ chất vấn cho, đi giải thích hết thế này thế nọ thế kia. Đấy là vị cư sĩ, là may là gặp vị cư sĩ là hiền. Nếu gặp ông Đạo Thịnh ngồi trong hội trường đấy thì chắc chắn ăn mấy cái tát. Vì sao ăn mấy cái tát? Muốn làm thiền sư được, thiền sư phá chấp được. Thiền sư phá chấp cho phá chấp. Nếu mà tôi là ông cư sĩ đấy, tôi không nói không rằng gì. Vị này vừa đập tượng cả bốp một cái, đứng lên bước đi. Nếu vị cư sĩ đó mà là tôi thì chắc chắn là gì? Sẽ tiến lên xá một cái và tát cho ba cái thật đau, bốp bên này. Vừa quay mà lại chưa kịp nói gì, bốp cho một cái bên này nữa. Chưa kịp mở mồm nói gì, bốp cho một cái bên này nữa. Nếu không nói gì, tôi lễ ba lễ, tôi lui ra tôi đi. Đó chứng tỏ là gì? Vì đã gì? Đã hoàn toàn phá chấp. Không còn nhìn thấy nhân ngã bỉ thử, không còn chấp vào hình tướng, không còn thấy ta người, không còn thấy gì, thấy mình, không còn thấy Phật để lễ, không còn thấy mình phải lễ và không thấy Phật là đối tượng để lễ nữa. Đó gọi là gì? Gọi là công án của thiền tông. Nếu như vị đó còn giải thích, tát cho một cái nữa, giải thích tát thêm cho một cái nữa, xong rồi chắp tay đứng trang nghiêm, mà là ở trong kinh Đức Phật dạy rằng nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bảo ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Rồi quay lưng bỏ tay ra đằng sau đi ra khỏi chùa, cho nó trắng mắt nó ra, xem ai chứng hơn ai, xem ai ngộ hơn ai, xem ai phá chấp hơn ai. Cho nên xin thưa các quý vị, tu mà chưa chứng, tu mà chưa ngộ, chưa thật giác, chưa thật ngộ, chưa thật chứng đắc, thì chúng ta cứ tin nhân tin quả, từ từ mà tu, từ từ mà dẫn dắt cho chúng sinh, tin nhân tin quả, đoạn ác tu thiện, phóng sinh tu phúc. Đó, để cho họ dần dần chuyển từ gì? Cái xấu thành cái tốt, chuyển từ cái ác thành cái thiện, thì đó mới gọi là báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai. Còn nếu chưa đạt được cái cảnh giới vô tu, vô chứng, vô đắc, mà là đi biểu diễn là mình phá chấp, đập tượng trước mặt hàng bao nhiêu Phật tử, lại quay video lại, lại gì đăng lên trên mạng như thế, trình chiếu lại cho người đời họ xem như thế, tội lỗi vô cùng, khiến cho những kẻ ngoại đạo và những kẻ ác họ nói gì? Sư họ còn đập được tượng, huống chi là gì? Là mình. Cho nên thầy đích thân nhắn tin gọi điện cho các thầy văn phòng hai trong kia, các cụ phải bạch với các cụ thường trực, tham mưu các cụ thường trực phải nghiêm khắc điều tra và xử lý cái gì, cái trường hợp này. Thế các thầy mới bảo là trường hợp này là ở nước ngoài, ở bên Mỹ là về họ tu khóa tu. Nhưng bảo nếu bên Mỹ họ về tổ chức khóa tu, họ về nước họ rồi, thì cái ông chủ trì này này, các cụ phải gọi lên, nhẹ cũng phải gì, bắt sám hối, kiểm điểm, kỷ luật. Một vị tăng, một vị chủ trì mời các sư đến tổ chức khóa tu, nếu mà vị đó mình không biết được cái kịch bản của người ta trước như thế, thì ngay lập tức phải gì, đem xóa, không được cho cái video, cái clip đó nó lan truyền ở trên mạng xã hội. Nó làm gì? Nó làm lung lạc lòng người. Đến những người ngoài đời bảo sư còn đập được tượng. Thế thì một lúc nào đó có một kẻ ác nào đó họ bảo là đấy, sư nó còn đập tượng, nó còn đốt kinh, nó có tội đâu. Nó bảo là cứ phá chùa, cứ giết tăng, giết sư đi, giết Phật tử đi, chả sao, chả có nhân quả, chả có tội gì cả. Thì khác gì pháp nạn thế kỷ thứ 11, 12, 13 bên Ấn Độ đâu.
Cho nên đó, thầy mới nói với các vị là gì? Đấy gọi là ngu. Đấy, tu sĩ như thế mà còn ngu, trên bục giảng như thế mà còn ngu. Có thiếu gì cách để cho anh biểu hiện, anh biểu thị cái gì? Cái sự phá chấp với các tín đồ Phật tử đâu. Chẳng thiếu gì cả. Lên trên tòa giảng, gọi là trong nhà Phật chúng ta lên trên tòa giảng là gì? Gọi là gì? Gọi là Đại Phật Tuyên Dương. Chúng ta thấy ngày xưa hay đi dự các đàn lễ, các hòa thượng, các thượng tọa, các đại đức mà đi cúng Khoa Mông Sơn Thí Thực đó, thì đằng sau á, có tấm bảng thang, bảng trà. Một bên là bảng thang, một bên là bảng trà. Còn ở chính giữa có cái gì? Bốn chữ đại tự gọi là gì? Đại Phật Tuyên Dương. Đại là gì? Là thay. Từ đại này không phải là to lớn, chứ đại là nó có bộ nhân, bộ nhân đứng cùng với cái bộ phiệt nữa. Đó. À, thế là gì? Thành chữ đại. Nếu mà thêm cái nét mác nữa thì gì? Lại khác nhá. Đó, cho nên đấy là cái chữ đại. Đại là gì? Thay. Đại Phật Tuyên Dương có cái gì? Thay Phật để truyền bá chính pháp, chuyển bánh xe pháp, đem giáo lý từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha để hướng cho chúng sinh họ phát bồ đề tâm, họ tin sâu nhân quả, họ đoạn ác tu thiện, vân vân. Đó gọi là gì? Là thay Phật thuyết pháp, thay Phật chuyển bánh xe pháp. Cho nên cũng có một số những kẻ ngoại đạo và những người không hiểu biết đó, họ thấy các sư để cái tòa giảng ở trước tượng Phật, họ lên họ rêu rao, họ nói rằng ấy, sư mô gì mấy cái thằng đầu chọc, đến Phật nó còn không kính, nó còn ngồi gì, nó ngồi trước cả Phật, nó quay cả lưng vào gì, vào Phật. Thử hỏi rằng nó tu hành cái gì? Xin lỗi các vị, nó còn nói tục là mấy cái thằng đầu chọc, mấy cái thằng này, thằng nọ, thằng kia, đủ thứ cả. Nhưng họ không hiểu. Bình thường ra, các vị thấy có vị sư nào lên ngồi chơi quay lưng vào tượng Phật và ngồi ở chơi nói chuyện tán gẫu uống nước trà không? Có không? Không có. Phải là những lúc gì? Thăng tòa thuyết pháp như thế này thì mới được ngồi gì? Mới được kê cái bàn trước gì? Trước tranh ảnh và tôn tượng của chư Phật Bồ Tát. Ảnh của chư Phật Bồ Tát tuy ở sau nhưng mà phải cao gì? Cao hơn chỗ ngồi của chư Tăng. Giống như trong hội trường này, thầy tuy ngồi đằng trước tôn tượng Tây Phương Tam Thánh và ảnh Tổ đằng sau, ảnh Bồ Tát đằng sau, nhưng mà ảnh và tôn tượng chư Phật Bồ Tát đều phải cao hơn chỗ ngồi của thầy. Đấy, mà khi ngồi ở đây, ngồi để gì? Để thay Phật chuyển bánh xe pháp, tức là gì? Là truyền kinh giảng đạo, truyền giới tam quy hay ngũ giới hay gì gì đó cho các Phật tử, cho hậu thế, thì mới được lên đây để ngồi. Chứ không được lên đây để ngồi gì? Ngồi chơi, ngồi tán gẫu, ngồi xem phim hay ngồi buôn dưa lê, vân vân. Khi lễ Phật, chúng ta gì? Quay vào để lễ Phật. Còn khi thuyết kinh giảng đạo truyền pháp, làm pháp hội, thì được phép gọi là thay Phật tuyên dương chính pháp. Đó. Họ không hiểu, họ bảo là gì? Xin lỗi các Phật tử, xin sám hối chư Tăng, họ nói mấy cái thằng đầu chọc, nó tu cái gì? Đến Phật nó còn chẳng kính, nó ngồi quay lưng vào Phật, nó ngồi trước Phật. Tại sao nó không ngồi gì? Ngồi sang bên sườn. Các vị nghĩ xem, một cái hội trường như thế này mà cái tòa giảng của vị sư, vị Tăng, vị Hòa Thượng, vị Thượng Tọa, vị Đại Đức Tăng Ni, vị truyền bá chính pháp lại để sang bên cạnh ấy, nó có còn sự trang nghiêm không? Vì ở trong Tam Bảo là gì? Có ba ngôi: ngôi Phật Bảo, ngôi Pháp Bảo và ngôi Tăng Tăng Bảo. Ba ngôi này Đức Phật gì? Ví như cái kiềng ba
Ba chân giống như cái đỉnh, ba chân thiếu một chẳng thể được. Nay Phật ở trên cao, pháp thì ở trên mặt gì? Mặt bàn, tức là quyển kinh, quyển sách, quyển kinh, quyển luật đó ở trên mặt bàn. Còn chư tăng thì ngồi ở dưới chân Phật. Tuy là ngồi đằng trước nhưng mà ngồi ở dưới gì? Dưới chân Phật, hướng về đại chúng để chuyển bánh xe pháp. Có nghĩa là gì? Ba ngôi tam bảo được thể hiện đầy đủ trong một bài pháp ấy, trong một pháp tòa ấy. Họ không hiểu, họ đi bài xích, họ đi bán phá chúng ta. Nếu chúng ta không phải là người có trí tuệ, không là một, phải là người được học hành, được hiểu biết, chúng ta cũng nghĩ là ừ, họ nói cũng đúng đấy chứ. Tại sao thấy mấy thầy tuổi gì mà lên ngồi trước Phật giảng pháp? Xin thưa các vị, không tuổi gì cả. Chúng tôi không tuổi gì cả. Nhưng mà đây là gì? Là thường pháp của chư Phật. Đây là được gì? Đức Phật cho phép chư tăng, chư ni khi lên tòa giảng, gọi là thay Phật thuyết pháp, thì được ngồi trước gì? Phía trước, nhưng mà ở thấp hơn tranh ảnh và tôn tượng của chư Phật Bồ Tát ở đằng sau mình, để gọi là thay Phật thuyết pháp. Tiện đây cũng nói thêm như vậy để các gì? Các Phật tử chúng ta và bà con nhân dân chúng ta nắm thêm được. Đấy, cho nên cái vấn đề tu tập ấy, cái vấn đề tâm linh ấy, cái vấn đề văn hóa, cái tín ngưỡng của Phật giáo của chúng ta, nó cũng muôn hình muôn vẻ, nó đa sắc màu lắm các quý vị. Như vườn hoa là gì? Vườn hoa đẹp, nếu chỉ một loại hoa thôi thì nó chưa chắc đã là gì? Viên mãn cả. Nhìn một cái vườn hoa cúc bạt ngàn, đẹp đấy. Nhưng mà nếu trong một cái vườn hoa cúc rộng lớn ấy, nó chỉ là hoa cúc, thì cũng chưa phải là thể hiện hết cái đẹp của một cái lễ hội hoa. Nếu cả một lễ hội hoa chỉ có hoa cúc, bạt ngàn hoa cúc, chưa phải là đẹp. Chỗ này hoa cúc, chỗ này hoa hồng, chỗ này hoa lan, chỗ này hoa philip, chỗ này hoa gì nữa chẳng hạn, vân vân đó. Ví dụ cái lễ hội hoa xuân ở thành phố Hồ Chí Minh, ở khu Eco Park hay là ở chùa Khai Nguyên chúng ta tổ chức chẳng hạn, nếu chỉ có một loại hoa thôi, nó đủ sức cuốn hút và đủ sức gì đam mê của đại đa số người dân không? Không. Có những người họ thích hoa cúc, có những người họ lại yêu hoa hồng, có những người thì lại thích hoa lan, vân vân. Cho nên cái vườn hoa để đẹp và thu phục được nhiều người, được cho nhiều người họ bằng lòng, thì nó phải nhiều loại hoa, muôn màu, muôn sắc. Trong Phật giáo chúng ta cũng thế thôi. Nếu bảo là chỉ theo Phật giáo Đại Thừa thì cũng không được. Có những người họ có duyên với Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Khất Sĩ. Hay có những người bảo chỉ là phải theo Phật giáo Nguyên Thủy thôi. Nhưng có những người họ lại thích Phật giáo gì? Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Bắc Tông. Hay có những người thì bảo là chỉ phải theo Phật giáo Khất Sĩ thôi. Nhưng có những người họ lại không hợp, không thích. Họ lại muốn theo Phật giáo Nguyên Thủy cơ. Họ lại muốn theo Phật giáo Đại Thừa cơ. Phật giáo Bắc Tông cơ, vân vân. Đó. Cho nên Đức Phật nhập Niết Bàn đi. Ngài biết rằng sau khi Ngài nhập Niết Bàn, sau này sẽ chia thành rất nhiều các bộ phái. Và các đệ tử của Ngài càng về thời sau thì cái tâm tính là gì? Nó bất định càng nhiều. Cho nên các đệ tử của Ngài thì thôi thì quyền khai phương tiện. Ai có duyên với pháp môn nào thì cứ đi theo pháp môn đó để mà tu. Người thích niệm Phật để cầu sinh tịnh độ thì cứ tin sâu nguyện thiết ba món tư lương tín nguyện hành để mà gì? Mà chỉ mà thực hành trọn cuộc đời này, ắt sẽ được về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Người mà có duyên với thiền định thì họ nhất tâm chỉ trai giữ giới, họ ngồi thiền, họ đạt được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi không vô biên xứ thiền nữa, không rồi phi tưởng, phi tưởng xứ thiền, xứ định đó.
Rồi họ xả những cái đó, họ nhập vào ạ, gọi là đạt đến cái cảnh giới gọi là trên cả phi tưởng, phi phi tưởng xứ định đó, đó là diệt thọ tưởng định. Thì cái trường hợp này gọi là gì? Đã chứng đắc thánh quả đến gì? Đến hàng vị gọi là A-la-hán. Cho nên xin thưa các vị, chúng ta có duyên với pháp môn tịnh độ, chúng ta cũng không thể nói là người tu thiền không giải thoát. Vì người tu thiền họ cũng được giải thoát. Và người tu theo mật tông họ chỉ trì chú, họ là tam mật tương ưng. Tam mật gia trì đạt đến cảnh giới gọi là tam mật tương ưng, họ cũng được giải thoát. Những người chỉ có trì luật, nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ, họ chứng đắc thánh quả và cũng được giải thoát. Cho nên Đức Thế Tôn Ngài thấy rằng sau khi Ngài nhập Niết Bàn, chúng sinh càng về sau, tức là càng hết thời chính pháp sang thời tượng pháp rồi sang thời mạt pháp, chúng sinh thì căn tính nó nhiều nhánh, nhiều ngách, nhiều ngóc lắm, nhiều mỗi người thích một kiểu. Cho nên các đệ tử của Ngài cũng phải phương tiện để gọi là tìm ra các phương pháp để mà giáo hóa cứu độ chúng sinh. Giống như ngày xưa chúng ta qua sông, chỉ có một cách duy nhất, đó là phải đi qua gì? Qua gì? Qua đò. Vậy bây giờ qua sông không qua đò có qua được không? Họ qua bằng gì? Bằng cầu. Đấy, thì ngày xưa đi bộ thì họ, hoặc là đi xe đạp, đi kéo cái xe cải tiến, họ đi qua đò, qua phà. Nhưng bây giờ có cầu rồi, mà đi ô tô, đi xe máy, mà lại còn phải lích kích mà chờ qua phà, qua đò, mà trong khi đó cái cầu ngay bên cạnh. Không đi cầu thì dại gì mà cứ phải khiêng mãi mới được cái xe máy lên trên, trên phà, trên đò, mà chờ mãi mới đi qua được sông bên kia. Tội gì, ga rẽn một cái gì. Ví dụ đi qua cái cầu bắc qua sông Hồng nhà mình chẳng hạn, phút mốt là gì, từ bên này qua bờ bên kia. Nếu còn chờ gì, chờ để qua thúng qua thuyền gọi đò ơi, chờ xong rồi thì khiêng cái xe máy ô tô có khiêng được lên không? Khó lắm. Cho nên gọi là trong nhà Phật chúng ta gọi là khế lý, khế cơ, khế thời, khế nhân, khế duyên, để mà hành đạo là như thế. Chúng ta không hiểu, chưa đạt được đến cái cảnh giới đó, không hiểu được, cứ bắt là gì? Theo cái lối mòn ngày xưa, muốn qua sông là phải gì? Ngồi đò. Thế cần gì đâu. Hay ngày xưa muốn đi từ Việt Nam chúng ta sang Pháp thì phải đi bằng gì? Đi bằng đường gì? Đường thủy, cái ngày mà Pháp nó nổ quả đại bác đầu tiên, nó bắn vào đất liền của chúng ta. Thì ngày đó nó đã đi qua gì, nó có máy bay để đi đâu. Ngày đó phải đi bằng gì? Đường biển. Vậy muốn từ Việt Nam sang châu Âu ngày xưa là gì? Đường biển là đường thuận tiện nhất. Thế bây giờ chúng ta cứ phải là đường biển mới đi được à? Đúng không? Chúng ta chỉ cần ra sân bay Nội Bài và sân bay Tân Sơn Nhất. Bây giờ có những chuyến có khi nó còn bay thẳng nữa cơ. Không thì nó qua quá cảnh bên Hàn Quốc hay quá cảnh Nhật Bản hay quá cảnh Singapore, mà cái nó đổ tiếp xe nguyên liệu nó xuống đó 1, 2, 3 tiếng thì là bay một chặng nữa là đến nơi thôi. Đấy. Cho nên tu hành cũng tương tự như thế. Cho nên một số những vị sư là cố chấp là lên cứ phải thế này, phải thế nọ, thế kia. Mình không tin thì thôi, làm gì mà phải đi đập phá tượng Phật. Cần gì mà phải gì biểu thị cái phá chấp cho Phật tử, mà phải phá tượng Phật trước mặt hàng bao nhiêu Phật tử, các lứa tuổi, các cụ già, thậm chí gì râu tóc bạc phơ. Trong lòng người ta tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát, người ta thờ kính, người ta gì lễ bái, người ta tôn trọng như là gì, như là ông bà cha mẹ người ta. Nay đi đem tượng Phật đập cả bốp trước mặt người ta như thế,
mà bảo phá chấp làm sao được. Cho nên đấy gọi là ngu là như thế. Và tới đây thì mấy cái ông chủ trì hôm kia thầy gọi điện vào đó, bạch mấy quý thầy thường tọa ở trong phó văn phòng ở hai ở trong đó, các cụ bảo cụ yên tâm, trong này chúng con kiến nghị các hòa thượng, các cụ thường trực để sẽ cho điều tra hết và xử lý thật nghiêm cái vụ này. Mấy cái vị sư ở nước ngoài họ về rồi thì phải xử lý cái gì? Cái ông trụ trì thỉnh các sư đó về, thấy nó làm như thế thì phải gì, ngăn chặn ngay chứ, phản ứng ngay chứ. Xin thưa các vị, tôi mà làm chủ trì mà mời các vị nào mà về giảng mà thấy giảng sai tôi thì đem gì, tôi tắt máy ngay chứ, tắt điện luôn, cúp điện luôn chứ, mời xuống phòng uống nước cái chấn chỉnh luôn chứ, đâu có chuyện để cho nó làm sai ngay ở trong đạo tràng nhà mình được, cho dù đấy là ai. Mình là chủ trì, mình phải chịu trách nhiệm với pháp luật nhà nước, với giáo hội Phật giáo Việt Nam, với tăng ni Phật tử, với nhân dân cơ mà. Đó. Chứ mời người ta về mà thấy người ta làm như thế vẫn cứ ngồi đấy mà cười toe toét với nhau được. Đấy cái lỗi của cái ông chủ trì, cái lỗi của cái vị sư đập tượng một phần thì cái lỗi ông chủ trì là gì? 10 phần. Nói với các quý vị, cho nên tôi mới điện cho các thầy trong kia bảo phải làm, bạch với các cụ làm nghiêm. Tôi gửi cả thông tin cho cụ phó chủ tịch tổng thư ký thôi, bảo các cụ chỉ đạo phải xử lý nghiêm những cái thành phần như thế này. Làm nó lung lạc lòng người, làm cho tín đồ Phật tử họ hoang mang. Trong thời gian qua Phật giáo Việt Nam chúng ta đã gì? Rất nhiều chuyện rồi. Bởi một số những, một vài những vị sư lên tòa thuyết giảng nó lệch chuẩn về đạo đức, về nhân quả, về lối sống, vân vân, khiến cho tín đồ hoang mang, một phần ở dân chúng họ quay lưng, họ đã phá bao nhiêu cái khó đấy còn chưa vượt qua, mà lại bây giờ lại tiếp tục là sư lại lên khoe thành tích đập tượng nữa thì lại lên đập tượng trước mặt tín đồ Phật tử, đem lên quay phim chụp, quay phim rồi đăng lên trên mạng như thế nữa mà chịu được. Tôi đến chịu các vị thôi, không hiểu là ăn cơm Phật bao nhiêu năm, ngủ trong nhà Phật bao nhiêu năm, thậm chí xin lỗi các vị, đại tiểu tiện ở ngay trong gì, trong chùa của Phật cũng bao nhiêu năm nay mà chẳng học được cái gì, chẳng làm được cái gì lợi ích cho Tam Bảo, cho Phật Pháp, cho chúng sinh, mà để cho chúng sinh nhỏ lại còn gì, còn nghi ngờ, là còn lo lắng, là còn sợ sệt như thế nữa thì quả thật là không ra thế nào cả. Đó, cho nên ngồi trên tòa giảng như thế này gọi là thay Phật truyền bá chính pháp. Cho nên nói mà đúng thì công đức vô lượng, nói mà sai thì hậu họa vô cùng. A Tỳ địa ngục mở cửa còn nhanh hơn tên bắn vậy các quý vị, chứ không phải là đơn giản đâu. Đó, cho nên qua cái câu hỏi của một Phật tử hỏi về cái kính, cái kia thầy nói rộng đấy như thế, và chốt lại là gì? Thôi, theo quan điểm của thầy được nghe các cụ các tổ ngày xưa truyền dạy lại là không nên để gương, để kính, để ở dưới mặt ban thờ làm gì, và cũng không nên gì chụp cái kính vào trong cái tượng thờ của nhà mình ở nhà. Mình thờ mà có mỗi một tháng đôi lần bao sái thôi mà chẳng làm được, sợ bẩn ra đi chùm cái kính vào là không nên. Đấy là quan điểm của thầy. Như vậy ngày xưa được đi học gần gũi các cụ các tổ thì các cụ các tổ cũng nói như thế, và bằng những cái kinh nghiệm giúp đỡ cho một cái ni sư, cái sư thầy đó, ra chụp kín tất cả các pho tượng Phật và xây dựng nó cũng bừa phứa ở trong khuôn viên của mình ra, nó không đâu vào đâu. Ốm đau bệnh tật đi viện không tìm ra bệnh, cầu cúng mãi cũng chẳng khỏi, cũng nhiều lắm rồi mà cũng không khỏi. Về xử lý cái đó xong mà cái tụng kinh cứ dần dần có khoảng tháng thôi là khỏi hết. Cho nên bây giờ đi thầy nhìn thấy chúng tôi, thầy kính trọng lắm. Cứ một tiếng mà bây giờ cứ một tiếng mà cụ Thịnh thôi. Mặc dù thầy gì đấy, tuổi phải đến năm nay cũng phải đến 70 rồi, nhưng người ta kính trọng mình, gặp đâu cũng một tiếng, cứ tiếng mà cụ Thịnh. Thôi thì đấy là cái việc của người ta.
Thì qua đây cũng nói kể câu chuyện đó ra để các Phật tử chúng ta đấy có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Cái gì mắt chưa thấy không thể giải thích hết được, khoa học cũng chưa giải thích hết được, thì thôi cứ theo các cụ chúng ta ngày xưa, Đức Đề Tam Pháp Chủ ngài nói là thôi, chưa thấy chưa giải thích được, khoa học cũng chưa giải thích hết được, thì thôi cứ theo lối của các cụ ngày xưa dạy, như chúng ta y giáo phụng hành, chốt lại để có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành đấy. Nên không nên dùng kính để bao kín cái pho tượng lại, cũng không nên giải kính giải gương ở dưới mặt ban thờ, mà thậm chí các cụ còn nói là không nên treo gương to gương lớn ở trong phòng thờ đối diện và hai bên phải trái nữa. Đó có nguyên do, đừng nói thêm như vậy. Ý thứ hai, Phật tử này hỏi: con chưa thỉnh được kinh Địa Tạng ở chùa Khai Nguyên, con đọc kinh Địa Tạng do các thầy khác dịch có được không ạ? Con xin thầy chỉ dẫn cho con. Cũng được thôi, không sao. Cứ không cứ là phải kinh Địa Tạng của chùa Khai Nguyên dịch mới là linh thiêng, mới là tốt, vân vân ABC. Các Phật tử, các thầy ở trong miền Nam thì đọc quen kinh của Hòa Thượng Chí Tịnh hay là các cụ khác dịch rồi thì chúng ta đọc quen thì chúng ta cứ đọc. Còn ở miền Bắc, các Phật tử hay quen đọc kinh của cụ Chí Hải hay là kinh của thầy thì chúng ta cứ đọc, tùy. Hoặc là chúng ta quen đọc của cụ Chí Tịnh dịch rồi chúng ta cứ đọc, cứ tụng không sao cả. Nhưng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng mà thầy hội tập 7-8 năm nay đã ấn tống hàng vạn quyển kinh. Hàng vạn quyển kinh chúng ta không đi bán, cũng không đem biếu, cũng phải không đem, phải đem để chia, để cho từng người. Mà tất họ đều đến trong chùa Khai Nguyên chúng ta họ thỉnh. Và bây giờ không chỉ các Phật tử ở tại gia chúng ta đến thỉnh, mà 2-3 năm nay cũng có khá nhiều các thầy đến để thỉnh cả vài trăm cuốn để cho các Phật tử mình đọc tụng. Mà thậm chí là có thầy đến thỉnh cả 1000 cuốn luôn để cho các Phật tử họ tụng. Có thầy đến ngại bảo là thầy ơi, con đã thỉnh 1000 cuốn như vậy nhưng con không có tiền đâu. Thỉnh nhiều như thế thì ngại lắm, không biết là thế nào. Và không sao, tất cả kinh sách ở chùa Khai Nguyên ấn tống và phát hành đều là đem cúng dường Tam Bảo, cúng dường chư Tôn Đức Tăng Ni, cúng dường các chùa và cúng dường các Phật tử, cúng dường nhân dân để cho chư Tôn Đức Tăng Ni và tín đồ Phật tử và con nhân dân được tiếp xúc với gì? Với Tam Tạng Thánh Điển Pháp Bảo của nhà Phật để họ tu hành. Cho nên chùa Khai Nguyên chúng con không kinh doanh, không ấn tống kinh sách để kinh doanh. Các Phật tử họ đến phòng thỉnh kinh, họ thỉnh, ai họ có tâm có bỏ vào cái hòm tùy hỷ công đức 5.000, 10.000, 100.000 hay là vài trăm nghìn hay là vài triệu, đấy là tùy theo cái điều kiện khả năng kinh tế của họ. Họ bỏ vào đấy thì hàng tuần thì các vị phụ trách ở cái phòng kinh sách đó thì lại mở hòm công đức ấy ra, ghi vào cái sổ, lại chuyển cho xưởng in kinh để mua giấy, mua mực, mua nguyên vật liệu và trả công cho các công nhân để lại ấn tống, lại in ấn, lại gì, lại phát hành, lại đem về đấy, lại gì, lại đem cúng dường. Cho nên các thầy cứ yên tâm, cứ hoan hỷ, thỉnh bao nhiêu cũng được, miễn là ở trong chùa đang có. Trong chùa chưa có thì các thầy thì phải chờ các vị in xong rồi báo cho các thầy lên thỉnh về để phát cho các Phật tử, chia cho các cúng dường các Phật tử để họ đọc tụng, vân vân. Đó, hàng vạn quyển kinh, thậm chí còn nhiều hơn. Mà những người đến thỉnh thì thầy chắc chắn là phải đến gì? Đến 80-90% họ thỉnh về để là gì? Để thọ trì đọc tụng, chứ không phải là thỉnh về để thờ, về để bỏ đấy. Cho nên á, thầy mới nói là gì? Ở Việt Nam chúng ta
Có lẽ bây giờ đây quyển kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng của chùa Khai Nguyên chúng ta phát hành là một quyển kinh đang được nhiều người đọc tụng nhất nước Việt Nam chúng ta bây giờ. Mỗi một tháng bình quân cũng phải hết khoảng 3.000 quyển kinh Địa Tạng. Đây là không có pháp hội lớn đấy nhé. Pháp hội lớn tháng riêng, pháp hội lớn tháng 7 thì phải hết khoảng 10.000 quyển. Tức là Phật tử họ đến lễ xong họ thỉnh về để đọc tụng đấy. Cho nên khi nhiều người cùng đọc tụng một bộ kinh ấy, nó tạo thành một cái năng lượng, một cái từ trường chúng ta không dùng mắt thường để thấy được. Mà cho nên thôi tạm lấy một cái ví dụ như các bộ đội, các chiến sĩ, các cụ, các bác bộ đội kéo pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ ngày xưa ấy. Một vài người kéo khẩu pháo ở đường bằng thì kéo được. Nhưng mà kéo lên cái đồi cao, đồi dốc, một vài người kéo được không? Không. Vài người không kéo được thì phải gì? Vài chục người tìm cách để kéo. Đó là gì? Buộc cái dây cho nó dài ra để kéo. Một dây thì người bám chưa đủ thì hai dây. Hai dây chưa đủ thì ba dây. Dài cái dây ra thì sẽ được nhiều người bám vào để kéo. Mà lớp các cháu nhỏ nhỏ, ngày xưa mình còn nhỏ nhỏ mà mình đi học, có cái bài học bây giờ thầy nhớ hình như chắc không sai đâu. Hòn đá to, hòn đá nặng, một người nhấc, nhấc không lên, nhiều người nhấc thì nhấc sẽ gì? Sẽ được lên cao. Đó, tương tự như vậy. Nếu chỉ một vài chục người, một vài trăm người, một vài người cùng đọc cái bộ kinh đấy trong một thời gian đấy thì đã rất tốt rồi. Vài nghìn người, vài chục nghìn người, thậm chí hàng vạn người cùng thọ trì đọc tụng bộ kinh ấy trong khoảng thời gian đấy, ví dụ sáng từ khoảng 4 giờ đến 6-7 giờ, chiều từ khoảng 4 giờ đến 6 giờ, 7 giờ, tối từ khoảng từ 7 giờ đến khoảng 9, 10, 11 giờ vân vân chẳng hạn. Trong ba cái khoảng thời gian đấy là ba cái khoảng thời gian mà các Phật tử chúng ta thường hay lên đi thọ trì đọc tụng theo lời thầy sách tiến, thầy hướng dẫn và thầy khuyến tu các đồng tu Phật tử chúng ta. Cho nên hàng vạn người cùng lên thọ trì đọc tụng bộ kinh ấy vào một cái thời ấy, đương nhiên cái từ trường chúng ta không thể giải thích được. Đấy, mấy hôm rồi xem thời tiết Hà Nội và thời tiết sân Tây, khóa tu của các cháu học sinh mấy hôm rồi báo toàn 36-37 độ thôi. Đặc biệt là cái hôm thứ hai, thời tiết vẫn báo 36-37 độ khu vực sân Tây, tuyệt nhiên không có mưa. 2 giờ, tức là 14 giờ, mấy cháu trong câu lạc bộ, trong ban quản chúng điện cho thầy bảo là: cụ ơi, trời nắng thế này mà 14 giờ, tức là 2 giờ, các cháu nó dậy 2 rưỡi, các cháu nó chơi rồi, nắng đến 37-38 ngoài trời, thậm chí có cái gần 40 độ như thế này, các con nó chơi sợ không được. Nhưng mà nếu mà lùi lại thì nó lại không đúng với cái giờ, vì nó chơi cái này phải đến 3 tiếng cơ, 2 tiếng rưỡi, 3 tiếng cơ. Thế thầy mới bảo: ừ thôi, để thầy ra thầy khấn Phật cho. Thế là thầy từ ở trong nhà thầy bước ra trên tầng 5, nhìn lên trên đại tượng Phật A Di Đà, chắp tay khấn nguyện là Tam Bảo mười phương, khấn nguyện Đức Từ Phụ A Di Đà, Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, Quán Âm Bồ Tát, Thế Chí Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát và chư vị gì thần mây, thần mưa, thần sấm, thần chớp, long thần thổ địa, các ngài từ bi hoan hỷ. Ồ thì khoảng độ 30 phút nữa là các cháu gì, các cháu học sinh khóa tu hội trại khóa tu và thắp sáng niềm tin lần thứ 9 khóa 1 năm 2004 tại chùa Khai Nguyên diễn ra. Các con nó phải tổ chức một cái trò chơi ở ngoài trời mà nắng như thế này thì sợ các cháu thì nó chơi nó ốm. Thôi nhờ hồng ân Tam Bảo từ bi thủy từ gia hộ, nhờ thần gì phong thần, vân thần, lôi thần, vũ thần, điện thần, các ngài từ bi hoan hỷ, kéo gì kéo mây
kéo gió kéo mây đến để cho dâm mát trong khoảng 2-3 tiếng đồng hồ để các con nó chơi xong đã. Thế là mấy cháu nó lên nó bảo thầy ơi nắng thế này không ấy được. Thầy bảo thôi yên tâm cứ xuống chuẩn bị đi, 15-20 phút nữa thì trời sẽ dâm. Quả thật là chó ngáp phải ruồi, mèo mù ở vớ cá rán. Thế thầy ra phóng xe ra ngoài, đi xe ra ngoài phòng bảo vệ ngồi đấy để chờ tí các cháu nó ra. Thấy nắng quá thế này các cháu nó chơi sao được. Mình đi giữa trời nắng thế này, mình đi xe đạp điện đi từ đây ra đấy có 2-3 phút thôi mà có nắng đến gì đắng đến, vã mồ hôi nắng đến muốn nứt cả đầu ra. Các con nó chơi này nó ốm nó chết, nguy hiểm. Thế ra đấy ngồi vừa phâm phổi với chú bảo vệ là trời nắng này các con nó chơi thì vất quá. Các ngài kéo một cơn gió đến để kéo đám mây đến thì các con nó chơi xong thì mây nắng thì tốt quá. Vừa nói xong được một tí thôi, bắt đầu cơn gió ầm ầm tới, thế là mây đen từ bên phía đằng Tây kéo đến che hết. Thế là dâm từ đấy. Cho mưa từ mưa mầm từ ở trong núi mưa ra, mưa đến đúng cầu Đồng Mô là dừng lại, không mưa vào tới đây. Mấy Phật tử đi đến bảo là ôi thầy ơi, ngoài cầu này mưa to lắm, sao vào đây không mưa. Mình cười mình bảo trong này mưa các cháu nó chơi làm sao được. Lúc bắt đầu lác đác rơi mấy hạt mưa, thầy ra thầy đứng giữa trời bảo đấy thôi các cụ, mưa xa xa ở trong đoạn này thì mát thế này là đủ rồi để các cháu nó chơi. Bây giờ mà mưa xuống các cháu đang chơi, nắng thì cũng khổ mà mưa thì sợ các cháu nó ướt nước mưa nó gì nó ốm lại khổ chúng con ra. Cho nên thôi các cụ ạ, có mưa thì mưa xa xa, dâm mát cho các con nó chơi xong là được. Chơi 2 tiếng rưỡi 3 tiếng vừa xong trời lại gì, lại bắt đầu nắng chang chang. Đúng là mèo mù vớ được cá rán. Nói thế thôi, nhưng mà chúng ta biết mà, Ấn Quang Đại Sư Tổ đã dạy rồi, một phần thành kính là được một phần công đức, 10 phần thành kính thì sẽ được 10 phần công đức, 100 phần thành kính thì sẽ được gì? Hàng ngàn vạn lần phần công đức. Cho nên chúng ta cứ thành tâm, có cầu tất sẽ gì? Có cảm tất sẽ được ứng, mà được ứng thì tất sẽ gì? Sẽ có linh. Cho nên chúng ta cứ nhất tâm. Phật giáo Đại Thừa chúng ta, Phật giáo Bắc Tông chúng ta, đặc biệt với gì? Với Phật giáo Tịnh Độ và Phật giáo Mật Tông thì Đức Phật cho phép. Và trong giáo lý Đức Phật cũng có dạy rõ về cái vấn đề gì? Gọi là thanh tịnh cầu. Tức là cái cầu á, cầu cho đại chúng, cầu cho tất cả mọi người, cầu cho những sự tốt đẹp đến với gì? Đến với nhân dân, đến với tất cả chúng sinh. Chứ không phải là cầu cho bản thân mình. Thì cái cầu nguyện đó là ban trải lòng từ. Đem cái tâm từ đó để trải khắp ra cho mọi người, mọi loài ở bên cạnh chúng ta thì sẽ cảm được cái tâm từ đó. Cho nên nhà Phật gọi là từ bi hỷ xả lại chỗ đó. Chính vì vậy mà cho nên quan điểm của thầy là gì? Trong lúc mà tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta nhất tâm, chúng ta cùng nhau, chúng ta hướng tâm, chúng ta gì? Cầu cho quốc thái dân an, cầu cho mưa thuận gió hòa, cầu cho gia đình được trên hòa dưới thuận, vân vân. Cầu cho được bình an, được mạnh khỏe, được hạnh phúc. Chư Phật Bồ Tát, mục đích của các ngài xuất thế là để gì? Để cho chư thiên và loài người được lợi lạc, được bớt khổ. Nay chúng ta khổ, chúng ta biết gì? Biết nương tựa vào Tam Bảo, nương tựa vào Phật Pháp Tăng. Phật là gì? Là 10 phương chư Phật. Nay Đức Phật Thích Ca đã nhập Niết Bàn thì có gì? Có tranh ảnh, có tôn tượng của ngài.
gọi là có gọi là thế gian trụ trì Phật bảo. Kinh sách mà chúng ta đọc tụng hàng ngày đó là thế gian trụ trì Pháp bảo. Còn các sư là người thầy quy Tam bảo và hướng đạo sách tiến cho chúng ta tu tập, đó là thế gian trụ trì Tăng bảo. Ba ngôi Tam bảo vẫn còn ở đó. Cho nên chúng ta nương vào gì? Pháp bảo để nhất tâm, để tu tập, để thọ trì, để đọc tụng, để cầu nguyện cùng nhau trong một giai đoạn đó, thì nó tạo thành một cái gì? Cái năng lượng, cái từ trường gì? Là rất là lớn. Xong cái ngày thứ hai, thời tiết vẫn báo ngày thứ ba, thứ tư nắng, thứ năm nắng nóng, nóng lắm. Xem thời tiết vẫn là 36, 37 độ. Sáng sớm ra dậy tụng kinh phổ môn, cầu Bồ Tát Quan Âm, thôi chúng con là người lớn, tổ chức các khóa tu cho các Phật tử là những người lớn, nắng một chút, mưa một chút, khổ một chút, chúng con còn kham nhẫn, còn chịu được. Nhưng các cháu nó đang tuổi ăn, tuổi chơi, nó còn nhỏ, ở nhà bố mẹ nuông chiều sung sướng, chưa nắng nó ở trong phòng mát, ở trong nhà có điều hòa, có máy lạnh, vân vân, nó còn khó chịu. Đến giờ ăn, bố mẹ các con nó còn lừa mãi nó mới ăn, đến giờ đi tắm, lừa mãi mà đi tắm. Nay nó các con nó gì? Biết lên chùa, nó biết kính Phật trọng tăng, nó biết tụng học đạo đức, nó biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật là quý lắm rồi. Thôi lại xin tiếp. Hồng ân Tam bảo chư Phật Bồ Tát khắp mười phương thương tình, thương xót phàm phu tục tử nhân gian chúng con còn u mê, còn nghiệp chướng sâu dày. Cá nhân chúng con cũng thế, tổ chức khóa tu cái lúc dâm mát thì lại không trúng, mà bây giờ tổ chức khóa tu vừa đón các con nó về thì thời tiết là nắng nóng, oi bức, viêm nhiệt thế này, các con nó kham khổ, sợ nó không chịu được, nó ốm đau bệnh tật ra về, bố mẹ các cháu nó gì, tín tâm chưa phát mà đã gì, đã thoái tâm rồi thì lại khổ cả nút. Cho nên là thôi, các cụ các ngài đã thương thì thương cho chót, đã vót thì vót cho tròn, cho thêm 2-3 ngày nữa gì dâm mát. Ở nơi đâu nắng hay mưa mặc kệ, cứ cái khu vực chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông thì xã Sơn Tây này cứ dâm mát là được. Thế là sáng hôm thứ ba dậy thì thấy toàn bầu trời là mây, mây từng đám đầy ra, gật gà gật gù, tốt. Các ngài cứ cho hết chọn ngày hôm nay và ngày mai nữa. Thế là đúng được hết ngày thứ ba và ngày thứ tư. Ở đâu nắng thì không biết, như ở Khai Nguyên này cứ thì cứ dâm mát ra các con nó đỡ khổ. Thế là có mỗi ngày hôm qua là ngày bế mạc thì nắng thôi, mà nắng thì đã bế mạc đã chuẩn bị về rồi. Ngày hôm nay chúng ta là người lớn đến đây kham khổ, chịu khó một tí cũng không sao, nhưng các con nó chịu khó chịu khổ chống được. Đấy. Cho nên chúng ta, các cụ ngày xưa nói có công mài sắt có ngày nên kim. Chịu khó tu tập tụng kinh, niệm Phật, chỉ trai giữ giới, phóng sinh tu phúc, đoạn ác tu thiện nhiều, thì những cái lời cầu nguyện của chúng ta nó dễ trở thành hiện thực hơn. Cho nên về ráng mà gì mà tu, ráng mà gì tụng kinh vào, muốn cầu gì được nấy, phù hợp với nhân quả, với pháp luật thì phải chịu khó mà đoạn ác tu thiện, tụng kinh niệm Phật cho nhiều đã các vị. Đó, phải làm được cái điều đó thì mới được. Còn chưa gì đã muốn cầu quả được ngay thì khó. Cho nên bộ kinh Địa Tạng thì tùy thôi, các vị tụng kinh người khác dịch cũng được không sao. Nhưng mà cái bộ kinh của chùa chúng ta phát hành là hiện tại hàng vạn người đang thọ trì đọc tụng đồng trong cái thời gian đó. Giống như người kéo pháo mà. Nếu cứ chia ra 5-3 người kéo một khẩu pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ kéo được không? Cho nên kéo 5-3 người không được, các cụ kéo cái gì? 3-4-50 người kéo khẩu lên trước, đặt ở đó rồi, lại đi xuống gì? Kéo khẩu tiếp theo, kéo nhiều ngày thì sẽ đủ số lượng vũ khí để lên trên, vào vị trí đến ngày khai hỏa mới gì?
mới giải phóng Điện Biên Phủ được chứ. Đấy, chúng ta tu tập cũng phải như thế. Mỗi người đọc một quyển kinh, mỗi người đọc một thời gian khác nhau, nó khác. Chúng ta cùng đọc một bộ kinh ấy, cùng vào cái thời điểm ấy, từ trường nó khác. Đấy. Nói vậy thôi, chúng ta tự lựa chọn. Còn chúng ta thuộc quyển kinh đấy rồi, đọc quen rồi, chúng ta cứ đọc không sao. Phật tử nữa hỏi, kính bạch thầy, con Phật tử tên là Triệu Thị Hồng, con ở Lâm Thao, Phú Thọ. Ô, sao hôm nay đồng hồ nó quay nhanh thế? Chưa gì đã 11 giờ 20 rồi, thôi cho 10 phút nữa nhé. 11 rưỡi chúng ta thượng cúng là vừa. Con có câu hỏi kính bạch thầy chỉ dạy ạ. Con trai của con năm nay 7 tuổi. Trong 3 tháng gần đây, hàng đêm cứ 12 giờ là con của con bị một vong nhập vào và bảo đó là con của con. 5 năm trước khi con có bầu hai bé thì không đủ duyên, nên con của con không đủ duyên làm người. Bây giờ bé vong cho con của con ăn mới được ăn, cho ngủ mới được ngủ. Ghê chưa? Tâm linh có những cái chuyện mà chỉ cái gia đình nhà ai gặp phải thì chúng ta mới biết được. Có một số những kẻ vô thần họ nói là vơ vẩn, mê tín thì dị đoan. Đúng, những gia đình nhà ai chưa gặp phải cái hoàn cảnh như thế họ sẽ cho là mê tín dị đoan. Nhưng những gia đình, những con người họ thực sự phải trải qua gì? Cái khổ ấy, cái nạn ấy, họ mới thấy là gì? Thấy là khổ vô cùng các quý vị. Giống như nhà ai mà giàu có mà muốn cái gì thì ra chợ mua được ngay. Vì sao? Vì họ có gì? Có tiền. Còn người không có tiền, muốn cái gì cũng không có. Thậm chí là gạo bỏ vào gì? Vào nồi để nấu cơm cả nhà, bữa có bữa trưa như bữa tối còn gì? Còn chưa biết lấy vào đâu. Nhưng đối với nhà giàu thì cái chuyện đấy là chuyện gì? Bình thường. Cái gạo và thức ăn nó không cần phải nói đến. Họ mua một cái đồ gì, cái đồ trang trí trong phòng có cái hàng mấy trăm triệu, hàng vài, có khi hàng tỷ đồng. Bằng giá trị một cái vật trang trí trong nhà họ bằng cả mấy ngôi nhà của gia đình nghèo khó. Đấy. Thế thì những cái gia đình giàu có thì vài bữa ăn đối với họ, nó được gạo, muối, tương cà đối với họ thì làm cái gì đâu. Họ phải gì? Tính là có bao nhiêu gì? Cái biệt thự bao nhiêu, cái sổ đỏ bao nhiêu, cây vàng bao nhiêu, tỷ tỷ để dành cho con, cho cháu. Chứ họ không phải là tính là gì? Là ngày mai ăn cái gì. Nhưng đối với gì? Nhà nghèo thì họ mới cảm được gì? Cái nghèo của ngày mai không có gạo để bỏ vào nồi để nuôi các con ăn học, các con no bụng. Đấy, tương tự như vậy. Những gia đình nhà nào mà gặp mà những cái khổ về cái tâm linh như thế này này, họ khổ, họ không giải quyết được, họ mới tìm đến gì? Tìm đến chùa, tìm đến Tam Bảo, tìm đến Chư Tăng để cầu Chư Tăng hướng dẫn cho họ có phương pháp hành trì tu tập để được gì? Sớm thoát khỏi những nỗi khổ ấy. Giống như người nghèo tìm đến người giàu, tìm đến người có kinh nghiệm, tìm đến người biết làm ăn để dạy cho cái cách để gì? Để thoát nghèo, để cùng biết làm ăn, để cho họ có miếng ăn miếng để nuôi con nuôi cái, ăn học vân vân. Thế thôi. Nay chúng sinh khổ cực tìm đến với Tam Bảo, nương nhờ vào thần thông công đức phúc báo của chư Phật Bồ Tát, chư Hiển Thánh Tăng, nương vào Chư Tăng để hướng dẫn, để chỉ bảo tận tình cho họ cách để tụng kinh niệm Phật, trì trai giữ giới, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, phóng sinh tu phúc để được tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn. Mà các sư chúng ta phủi hết sạch đi, bảo là đấy gì? Mê tín dị đoan. Đấy đều là gì? Là không phải Phật pháp chân chính. Trong kinh Nguyên Thủy, kinh Hàm Phật không dạy như thế, vân vân chẳng hạn. Bác đi. Tức là gì? Tức là chúng ta cắt đứt đi cái hy vọng cuối cùng của những người cùng khổ, những người bệnh tật, những người đang gặp cái vấn đề tâm linh mâu mắc này vậy.
Cho nên chúng ta biết rằng Phật giáo Bắc Tông Đại Thừa của chúng ta gọi là khế lý khế cơ, tùy theo căn cơ của chúng sinh mà gì, mà khai quyền hiển thực, mà triển dương chính pháp, chỉ bảo cho họ cách gì, cách tu tập để thoát khổ đã, sau đó mới phá mê tiếp, mới khai ngộ sau. Cho nên trường hợp này thầy khuyên Phật tử này gì, trước mắt ngay tí nữa thôi đi xuống ra làm, ra ngay ngoài Tam Bảo, nhờ các sư viết cho cái bảy vị. Nếu có hai vong ngày xưa, hai con nhỏ của mình mà ở trong thai mà không được thành người, hoặc nào phá thai hoặc là sảy thai vân vân đó, các con nó không được thành người, bây giờ có cái chuyện tâm linh trong gia đình nó như thế, thì ngay tí nữa thôi ra viết cho mỗi con một cái bảy vị, và sư phụ đặt cho cái tên là pháp danh là Diệu Âm Cư Sĩ, thế mang vào chỗ ban vong để vào đó. Xong đi ra mua lấy một tí sữa, mấy dây bim bim, mấy gói bim bim và mấy cái thạch mà trẻ con hay gì, trẻ con thích ăn đó, mang vào để dưới ban vong mà cúng hết 3 ngày. Ngày nay, ngày mai, ngày kia, 3 ngày ở Pháp hội Địa Tạng như thế này. Cố gắng đến Pháp hội Vu Lan tháng 7 sắp tới đây, thì lại làm bài vị mà cầu siêu cho con nó nữa. Thì cầu siêu cho các cụ gia tiên, tiền tổ bên nội bên ngoại nữa, oan gia trái chủ chúng ta nữa, vân vân. Và đặc biệt là xong 3 ngày Pháp hội thỉnh kinh Địa Tạng về mà đọa thọ chỉ đọc tụng hàng ngày nữa. Trước khi đọc kinh Địa Tạng nên chỉ 3 biến hoặc 7 biến đại bi, 1 biến thập chú, xong đó mới vào kinh Địa Tạng. Trường hợp mà gia đình có vấn đề tâm linh như này, kết hợp thêm mấy biến chú đại bi, 3 biến hoặc 7 biến, 21 biến chú đại bi, 1 biến thập chú, xong đó vào kinh Địa Tạng, quyển thượng, quyển trung, quyển hạ, vân vân, vào đó. Nếu tụng 3 thời có thời gian thì chúng ta cứ tụng đại bi trước, sau đó vào kinh Địa Tạng, thì nó giải quyết được cả cái vấn đề gì, cái tâm linh mâu mắc, cái vấn đề quỷ thần vân vân, cái vấn đề oan gia trái chủ nó cũng sẽ được gì, được nhanh và được tốt hơn. Đó, đây là hướng dẫn cho ngay bây giờ, thì tí nữa ra làm bài vị, mua lấy một chút lễ thành tâm thôi, không cần phải nhiều đâu. Thành tâm, nếu mà thôi không mang tiền thì thôi cũng không sao, thì viết bài vị là được. Bài vị cũng không phải có tiền mới được viết bài vị, các vị nhớ nhá. Chùa Khai Nguyên và tất cả các ngôi chùa mà thầy trụ trì là chùa của chúng ta, chùa của tất cả nhân dân, chùa của tất cả các Phật tử, người giàu cũng như người nghèo. Chùa là của tất cả chúng ta, là một ngôi nhà lớn của chúng ta. Thầy chỉ là thay mặt chúng ta để gì? Để đèn hương, để gọi là xây dựng và quét tước chùa cảnh, để gọi là hầu Phật, hầu tổ, bòn mót một chút công đức và thị giả chúng ta mà thôi. Chứ thầy không có cái gì cao sang hay là cái gì nó phải là thế này, thế nọ, thế kia với chúng ta cả. Cho nên các Phật tử cứ yên tâm về tất cả những ngôi chùa của thầy trụ trì. Chúng ta cứ coi như là về ngôi nhà lớn của mình, còn cái ngôi nhà của chúng ta là ngôi nhà nhỏ trong gia đình nhà mình. Còn về chùa Khai Nguyên thì bất cứ ngôi chùa nào thầy trông nom trụ trì, thì các vị cứ coi như là về ngôi nhà lớn của mình đi. Đến giờ ăn, đói thì xuống bếp, có thì ăn mà không có thì hỏi các thầy xem còn mì không hay còn cái gì ăn được không, thì đi nấu lấy mà ăn. Viết sớ, viết sách trong khóa lễ như thế này thì cứ thế mà viết thôi. Có mấy lần thầy đã cũng đã chấn chỉnh các Phật tử ở ngoài chỗ viết sớ viết sách rồi. Nếu mà vẫn thấy còn cái hiện tượng là viết sớ viết sách mà cứ bảo phải cúng tiền cúng tiếc gì đó thì bạch lên thầy. Vướng đâu, khuyết đâu thì chấn chỉnh tiếp. Vì thầy cũng không quản lý hết tất tần tật được. Chỉ đạo rồi nhé, có khi có một người nào đó mới vào, hoặc là họ gì, họ xuất phát từ cái lòng họ cứ nghĩ là lo cho thầy, nghĩ thầy khó khăn, thầy xây dựng, thầy vất vả, gọi là nhặt nhạnh cho thầy vân vân. Nhưng họ không hiểu rằng ấy, cái lo cho thầy thì đúng thì được, không sai. Nhưng mà có nhiều cách để lo, chứ không phải là
họ đến họ viết sớ, viết sách hay cái gì đó, cứ phải tiền thì mới là lo cho thầy đâu. Không sao. Tiền cũng chỉ là để xây dựng chùa cảnh thôi mà, để phục vụ của nhân dân thôi mà. Có nhiều làm nhiều, có ít làm ít, không phải lo cái đấy. Thầy còn lo được thì thầy tự lo. Các Phật tử không phải lo cho thầy cái việc đó. Lo hộ được thầy cái gì thì lo. Những cái gì thầy đã bảo là vì nhân dân thì mình phải vì nhân dân, vì Phật tử thì vì Phật tử. Cho nên Phật tử này cứ trước tiên tí nữa cứ ra viết mấy cái bài vị đó. Đó. Sau đó thì nếu có tiền hoặc man sẵn vài chục nghìn hay trăm nghìn đó thì ra mua mấy dây sữa, mấy gói bim bim và mấy cái dây thạch đấy vân vân, mang vào cúng ở đấy, cúng luôn hết 3 ngày. Đó thì về thì nó sẽ khác thôi. Về nhà tụng kinh Địa Tạng hàng ngày đó, cái chén ở giữa đem vẩy hết từ ban thờ đất cát nhà cửa như thầy hướng dẫn trước đây đi. Còn mấy chén còn lại thì cho bé con này gì, nấu cơm hoặc nấu cháo hay gì gì đấy cho con nó uống. Thì về thì ấy thôi. Mà thậm chí chẳng cần về ấy đâu. Có khi qua bài giảng của thầy ngày hôm nay, làm bài vị như thế xong về, có ngay tối nay nó khỏi mất rồi. Thôi, khỏi rồi thì thôi, còn gì mà giảng nữa đâu, thời gian cũng hết mất rồi.